Hi, mình xin chào bà con và mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video này giới thiệu về cái giống cỏ lùng ở chỗ mình trồng nè bà con. Đó. Thì đây là mấy con bò mình nó đang ăn nè bà con. Đó. Cái thân nó rất là mềm nha. Thì để mình xây camera lại, mình sẽ giới thiệu về cái giống cỏ này cho bà con và mọi người xem chi tiết nha. Thì đây nè bà con. Đây là cái cỏ là từ tên gọi nó là cỏ lùng nha bà con. Đó. Mấy cái cọng này là nó chưa có dài gì lắm đâu. Nó dài, nó đúng ra nó là 1 mét mấy luôn á bà con. Nó không thua gì cỏ sả, mà cỏ sả là mình thấy là năng suất rồi không có lợi cỏ này đâu. Tại vì mình cắt một đường, một là ôm lên là ôm không nổi á. Nó rất là nặng. Đó. Cỏ thấy không? Nè. Cái thân nó mềm xèo rồi bà con. Đó, mềm xèo rồi. Cỏ này đặc biệt là không có lông nha bà con. Đó. Rất là năng suất. Thì một lát mình sẽ chèn một cái video là ô mày cuộn cỏ mình á, mình có quay á bà con, cho bà con nhà mình cùng xem. Đó, bò mình nó ăn rồi bà con. Đó. Bà thấy không? Cái gốc nó cỡ nào cỡ nó vẫn mềm xèo nha bà con. Bộ nghẽ mình nó ăn nè. Khoái con này lắm. Sáng mình cắt hết hai đường mà đầy nguyên cái xe cẩm lô của mình luôn. Cỏ này á, nó đặc biệt cái nó là chịu nước rất là tốt. Đây, nước ngập cỡ nào mà ngập. Nước mà hơi mặn chút cũng không sao luôn. Vẫn sống nha bà con. Đó. Mà cái cỏ này á, bà con cứ trồng là để nước sạch sạt vậy đó, bà con ghim xuống, hoặc bà con cứ gãi ra bà con đạp. Bà con đạp là nó sống, loại này dễ sống. Mà đặc biệt là thấy cái cỏ nó hơi dài chút nha. Thì cái cỏ non quá sợ nó ấy bà con, nó không có mọc rễ ra kịp á. Còn cái cỏ già là 100% sống luôn. Nói thằng lùng tây á là rất là dễ trồng, gần ghim xuống là sống, à dục xuống rồi đạp đạp nó vậy là sống. Mình trồng rồi đó là mình đạp mà. Đó nè, con thấy không, dài nè. Cái này là cũng tính tới cái đọt lá luôn, là cái mét đó bà con. Mà cái này là mình cắt còn nằm ở trên đó, cỏ mình chưa có tới đâu. Nãy ăn hết một khúc rồi, mình giờ mình đổ thêm. Đó. Cỏ này là bà con ôm ôm một là đủ ký liền, rất là nặng. À. Em kiếm cái cọng nào dài nhất lấy ra cho bà con nhà mình cùng xem. Dài lắm. Đó, nó xanh um luôn á. Bà con dục xương xương phân là nó có mùi phân UG đó bà con. Là nó ấy à, là nó xanh nè. À. À, hai con bự nhất của mình nha, với con OB này no rồi đó, nằm. Con ba bê này nó nằm chút à, rồi nó đứng dậy nó ăn nữa, nó ăn chừng nào mà sạch máng hay thôi rồi nó mới nằm luôn. Con siêu xám nhỏ này nó ăn yếu quá mà con, chắc bữa nào mình chích thuốc bồi dưỡng cho nó ăn cỏ hơi yếu. Mấy con này thì ăn phà phà cũng lành. Rồi thì mình sẽ giới thiệu cái cỏ này cho bà con và mọi người cùng biết thôi nha. Đó, thì mình thấy nó đạt năng suất đó bà con, rồi mình giới thiệu cho bà con và mọi người cùng biết cái giống cỏ này mà nhận chỗ là sẽ không có nha.
cái này mình cũng xin người ta á bà con, xin người ta rồi người ta cho mình một ít nè, về mình gây giống rồi mình trồng từ từ. Đó. Cỏ này đặc biệt là không lông, không có có bông chứ lộn, không có lông, đó. Không có bông luôn, nó trơn lởn à, nó không có lông nào hết trơn, thân mềm. Đó. Bà con trồng mà cái ruộng nào mà ngập ngập ha, rồi tốt cho mà thấy, nó dày như cơm trái. Rồi xong cái video này mình sẽ chèn một cái clip tầm 1-2 phút đó, và mình quay về cái đám cỏ mình á, rồi cho bà con và mọi người cùng tham khảo nha, chứ nói thì bà con cũng không có tin đó. Thì bà con cứ xem hết cái video mà tới khúc cuối này mình sẽ chèn một cái video quay ngoài đám cỏ bà con, rồi cho bà con cùng xem. Rồi con nào quý mến mình thì hãy đăng ký kênh để giúp kênh mình được phát triển hơn nha bà con. Thì kênh mình cũng được có 1000+ người đăng ký à. Bà con mọi người quý mến mình thì hãy giúp mình đạt con số 2000 người đăng ký nha bà con. Cảm ơn bà con và mọi người đã xem hết cái video của mình. Rồi, bye bye bà con. Đây là cỏ của mình trồng nè bà con. Người ta gọi cỏ lùng. Năng suất cao lắm mà con, cái gốc nó rất là mềm, nó dày dày tí sợ luôn á. À, cái này mình mới cắt hồi sáng nè, cắt tầm tiếng 2 tiếng bắt đầu nó phúng cái đọt lên nè, phúng cái đọt giữa lên đó mà con. Rồi, cái này hôm gà mình cắt cũng lâu rồi, cái này sáng mình mới cắt nè, đó để mình dòm lại cái khúc mình mới cắt nè, nó dày nè, đó bà con thấy không, đó nó dày như lúa ấy bà con. Cỏ này thường thường nó giống như lúa vậy, nhưng mà cỏ này nó không có bông nè. Đó. Rồi quay chơi chơi cho bà con xem cái giống cỏ này nó đạt năng suất cái thôi. Bà con nào còn gần thì có thể liên hệ mình sẽ cho một ít về trồng nếu thấy thích cái giống cỏ này. Rồi, bye bye bà con.